Truyện tranh Trạng Quỳnh tập 470 Xăm trăm tuổi. Ông thầy, sao ông thăm bệnh cho vợ tôi rồi bỏ đi, không nói một lời nào? Nhà ông nghèo mà vợ ông mắc bệnh nhà giàu, không có tiền chữa đâu. Ông thầy nói rõ cho tôi biết đi. Nói cũng không ít gì, không có tiền chữa đâu, đành chịu chết thôi. Ý, mẹ tao sắp chết rồi Quỳnh ơi. Ha, bữa nay thằng Xoài biết khóc. Ông thầy thuốc lành nói mẹ tao mắc bệnh nhà giàu, không có tiền uống thuốc, chỉ chờ chết. Ông thầy lành đó chỉ thích chữa bệnh cho nhà giàu thôi, tìm thầy thuốc khác. Theo tao tới nhà ông thầy thuốc Cửu, ông thầy đó có tiếng nhân từ. Nhà con nghèo lắm, xin ông thầy giúp cho. Ừ, để ta tới coi. Ông thầy lành nói đúng đó. Vợ ông bị suy kiệt nặng lắm rồi, bên này cần có xăm trăm tuổi mới hồi phục được. Mà xăm trăm tuổi thì đắt tiền lắm, tôi cũng không có tiền mua. Thôi thì cho vợ anh dùng đỡ loại xăm này, được tới đâu hay tới đó. Xăm của tôi uống để cầm hơi, không chữa hết bệnh nên tôi không lấy tiền. Bà là mẹ tao chết thiệt hả Quỳnh? Ông thầy Cửu không nói bậy đâu. Tao sẽ tìm xăm trăm tuổi để cứu mẹ tao. Tìm cách vô nhà ông thầy lành trộm xăm trăm tuổi. Mà mình có biết xăm trăm tuổi trộn méo ra sao mà trộm? Ông thầy lành phơi mấy củ gì ngồi sân mà phải ngồi canh vậy? Bà có biết xăm trăm tuổi ra sao không? Để tao tà sách. Xăm trăm tuổi nhìn bề ngoài không khác gì các loại xăm thường, chỉ các thầy thuốc mới biết phân biệt được. Hằng ngày vào giờ ngọ phải đem xăm trăm tuổi ra phơi nắng, ngày mưa phải đốt lửa, hờ cũng vào giờ ngọ. Ha ha, đúng là nó rồi, thằng khùng. Theo giúp anh lấy xăm trăm tuổi cho mẹ. Lấy đá quăng vô nhà ông thầy thuốc lạnh rồi chạy cho lẹ. Rầm rầm, đứa nào phá nhà tao? Ổng đi rồi, ha ha. Tao mà bắt được mày, tao nhổ hết tóc của mày. Củ xăm đâu rồi? Mình bị đứa nào dụ để lấy xăm rồi. Tao biết đứa nào lấy xăm rồi. Bà Tám đang cầm xăm trăm tuổi để chữa bệnh, còn bà lấy chứ không ai vô đây. Thầy ơi, xăm này dùng thế nào? Ở đâu còn có xăm này? Dạ con ăn trộm của thầy thuốc lanh ạ. Ổng mà biết thì chết, ráng giấu cho kỹ. Mỗi ngày chỉ ăn 3 lát thôi, không được ăn nhiều hơn. Mỗi ngày đúng giờ ngọ đem nó ra phơi. Thế nào nó cũng đi hỏi ai đó cách dùng xăm, mình sẽ bắt nó tại trận. Mày gan thiệt, thế nào ông thầy lành cũng tìm cách bắt mày, tao sẽ đánh lừa ổng. Cầm củ xăm đất này, mỗi ngày đem ra phơi, củ xăm thiệt, dán cất cho kỹ đó. Biết ngay mà, ai đó bày nó đem củ xăm ra phơi. Bắt quả tang, mày ăn trộm xăm của tao. Củ xăm bằng đất còn làm để chơi bán hàng mà. Hừ, ai bày nó cách né hay thiệt, tao có cách khác. Mày chuyên nghề ăn trộm, làm cho tao việc này, tao cho tiền. Đột nhập nhà bà Tám, tìm chỗ giấu củ xăm của tao, để yên đó, đừng lấy. Ngủ hết rồi. Chỗ nào, chỗ nào? Đây rồi. Họ để củ xăm dưới cái lu gạo. Xin ông Lý cho vài tuần đinh theo tôi, bắt một vụ ăn trộm. Thần xăm trăm tuổi báo cho tôi biết nhà này ăn trộm củ xăm trăm tuổi của tôi, giấu dưới lu gạo, các ông tìm giùm cho. Đây nè, có phải củ xăm này không? Đúng rồi, củ xăm trăm tuổi của tôi. Ai ăn trộm xăm của tôi? Thằng Xoài nhà tôi nói có một ông nào đó cho nó củ xăm này, đâu có ai ăn trộm. Mày ăn trộm xăm của tao, ra làng sẽ rõ. Có ông cụ kia cho con củ sầm đó, con không có ăn trộm. Lấy gì chứng minh củ sầm này là của ông? Không, ông thầy thuốc nào có sầm trăm tuổi, chỉ mình tôi có. Ông Lý cho người đi điều tra sẽ rõ. Tụi em hỏi khắp các nhà thuốc, không ai có sầm trăm tuổi. Thấy chưa, đâu ai có. Tôi còn một củ nữa nè, tôi tin tôi chưa? Có nhận tội ăn trộm không? Cho con củ sầm đó thì con mới nhận tội. Ừ, ta cho. Con nhận tội con ăn trộm củ sầm của ông thầy Lanh. Củ sầm nè. Nhờ chú đưa củ sầm cho mẹ con, không có củ sầm này thì mẹ con chết. Ông Lý nhốt nó giùm tôi, khi nào nhà nó đền tiền củ sầm thì thả. Ông cho nó củ sầm rồi bắt nó đền là sao? Củ sầm đó đã bị nó cắt nát mất một khúc, không bán được nữa. Ông đền bao nhiêu? 20 đồng. Nhà con nghèo lắm, không có tiền đền đâu. Thì bán nhà bán đất, bán trâu bò mà đền, không đền thì ở tù. Củ sầm đó giá 10 đồng, mình đền nhà nó 20 đồng, lời 10 đồng. Bác đừng lo, con sẽ cứu thằng Xoài. Bác lo cho bác gái ăn sầm đầy đủ để mau khỏe. Vô gặp thầy Luyến. Thầy có thuốc gì mà uống vô người ta bị phản ứng dữ dội nhưng không nguy hiểm không ạ? Tính chọc phá ai vậy? Dạ không có ạ, chuyện là vậy, còn tính cứu thằng Xoài. Ừ, làm vậy đi, ta có thuốc đây, uống vào sẽ bị co giật dữ lắm nhưng không sao. Ta chia thuốc sẵn đây, tuy không nguy hiểm nhưng không nên uống nhiều. Nếu quá một khắc mà người uống không bình thường trở lại thì cho uống thuốc giải này. Uống thuốc này bác sẽ bị giật kinh phong, bác có sợ không? Uống thuốc mà bị giật kinh phong thì uống làm gì? Làm vậy để cứu thằng Xoài ạ. Cứu thằng Xoài hả? Vậy thì uống chết cũng chịu. Bác chạy ra làng nói với ông Lý như vậy. Ông Lý ơi, ông Lý à, ông thầy thuốc lành đưa sâm giết người cho vợ tôi uống, vợ tôi giật kinh phong kìa. Để ta tới coi. Ông Lý tới, bác uống đi. Hừ hừ. Đó, vợ tôi ăn sâm trăm tuổi của ông thầy lành thì bị vậy đó. Hừ hừ. Rắc thuốc kinh phong lên miếng sâm. Phì phì. Bà đỡ rồi. Bác ăn tí sâm cho khỏe, ăn ít chắc không sao đâu. Hừ hừ. Ông Lý thấy đó, hễ đụng tới sâm trăm tuổi của thầy lành thì bả lên cơn. Thầy thuốc lành dùng sâm giả gây ngộ độc cho bệnh nhân. Bắt ông lành, không cho ổng hành nghề nữa. Không phải sâm của tôi. Hôm qua ông nhận củ sâm này là của ông. Ông nói thằng Xoài ăn trộm của ông. Bữa nay cũng củ sâm này mà ông nói không phải là của ông. Không bắt ông thì ông cho người ta uống thuốc tào lao, chết như chơi. Ông Lý ơi, tôi thề đó, củ sâm này không phải của tôi. Hôm qua tôi bị khùng nên nhận ẩu. Không phải của ông thì củ sâm này ở đâu ra để thằng Xoài ăn trộm? Thì như nó nói, có ông già nào cho nó, đâu phải của tôi. Vậy sao ông đổ thừa nó ăn trộm? Tại nó hay đánh con tôi ghét nó nên muốn nó ở tù. Đánh 10 heo vì cái tội vu khống người khác. Thả thằng Xoài ra. Ông Lý cho con xin lại củ sâm ạ. Sâm chết người lấy làm chi? Dạ con làm kỷ niệm ạ. Hít mất củ sâm quý mà còn bị đòn. Tại ông ở ác đó. Tao không can mày thêm mắm thêm muối đồ quý. Củ sâm trăm tuổi hay thiệt. Mẹ tao khỏe rồi, mừng quá. Thầy tao nói làm gì có sâm trăm tuổi. Đó là một loại sâm rất tốt nào đó thôi. Mấy ông thầy thuốc bà hòa để bán giá cao đó mà. Nó ăn cắp tiền của tôi, bắt nó. Tổn được mày rồi. Thằng Chín Ngón làm gì mà bị bắt vậy? Rắn cắn nè. Ói ói, rắn cắn tôi. Chạy đi Chín Ngón. Thoát rồi, cảm ơn mày. Làm gì mà bị bắt vậy? Đói quá lấy có một củ khoai mày bị bắt. Có một đồng nè, cho mày đi ăn cơm. Bắt thằng ăn cắp. Bắt được mày rồi. Ừ. Nó ăn cắp gì vậy? Nó ăn cắp tiền của mẹ tao. Thằng Chín Ngón này quá quắt. Mày không thoát khỏi tay tao đâu. Chát. Hừ. Bịch. Thả tao ra, Quỳnh. Hít hít. Cái thằng này khóc giả bộ hả? Tao khóc thiệt, để tao nói cho mày nghe. Tao đi ăn cắp là vì tao thương mẹ tao. Mẹ mày xúi mày ăn cắp hả? Không phải, người xúi tao đi ăn cắp là cha dượng của tao. Cha dượng biểu tao đi ăn trộm, ăn cắp, móc túi, làm bất cứ chuyện gì để có tiền đưa cho cha dượng. Tao mà không có tiền thì cha dượng đánh mẹ con tao. Nói mẹ mày đánh lại sợ gì? Mẹ tao ốm yếu đánh đầu có lại. So tài mấy trận rồi mẹ tao thua đâu. Để tao nhờ chú Lưu can thiệp. Ông Nhơn, ông lý trưởng kêu ông kìa. Ta biết ông là chủ mưu các vụ thằng Chín Ngón ăn trộm, ăn cắp. Từ nay không được xúi nó đi trộm cắp nữa. Nó mà bị bắt thì ta bắt ông, rõ chưa? Dạ, rõ ạ. Mày bị bắt mà nói tao xúi thì mẹ mày bị đòn. Nó lấy cái lừa của tôi. Chát. Dẫn nó ra nàng. Cha dượng của mày xúi mày đi ăn trộm phải không? Dạ đâu có ạ. Tại con muốn có tiền ăn hàng nên mới lấy cái lừa đem bán. Cha dượng không có xúi con. Nó nói vậy thì làm sao bắt gã Nhơn. Đánh vậy rồi thả nó. Trẻ con ăn cắp không nhốt được. Sao mày không nói cha dượng xúi mày để làm bắt ổng? Ổng bị bắt thì đâu có đánh mẹ mày được. Mẹ tao không cho nói. Mẹ tao không muốn cha dượng bị bắt. Sao mà mày gặp cảnh éo lẹ dữ vậy nè? Số tao đen thui. Niềm biết gì vậy? Truy nã tên Tư Râu vì đã sát hại một lý trưởng. Ai bắt được hắn sẽ được thưởng 50 đồng. Mang giày, mang dao đi đâu vậy? Tôi đi tìm bắt gã Tư Râu lãnh thưởng. Đừng có giỡn, hắn giết lý trưởng được. Tuần đình bảo vệ thì hắn phải giỏi võ lắm. Đừng có khinh thường. Tôi cũng có võ ở đây. Con đi theo phụ dưỡng đi. Con ghét ổng lắm, con không đi. Con đi vì mẹ đi. Mẹ nhờ con mà. Bái ông địa cho cha dượng bị ông Tư Râu đánh một trận cho nên thân. Đọc thần chú yểm bùa ai vậy? Yểm bùa cha dượng tao. Gặp mày đúng lúc. Theo hộ tống tao. Cha dượng tao đi tìm bắt ông Tư Râu. Mẹ tao sai tao đi theo giúp ổng. Mày theo giúp tao. Không được đâu. Ông Tư Râu đó giỏi võ lắm. Không dám. Tao đâu có nhờ mày theo phụ đánh ông Tư Râu. Tao nhờ mày theo giúp tao chạy. Ừ vậy thì đi. Ông cha dượng của tao đi hướng này. Theo ổng lẹ lên. Bắt thằng Tư Râu. Họ không đuổi theo nó. Mình bắt nó. Hê. Chát. Chết nè. Bình. Dám đâm ta hả? Da. Bóp. Cốt. Hê. Bịch. Trói ổng lại. Bắt được ổng rồi. Tao chạy. Lát ông nhường của mày tỉnh lại thì nói như vậy. Tôi chưa chết hả? Vừa còn sống nhăn à. Mày cứu tao hả? Dạ con bắt được ông Tư Râu luôn. Sao mày giỏi vậy? Giỏi gì đâu. Thấy ổng định đâm dượng còn phàn đá tới tấp nên ổng xỉu. Mày cứu mạng tao, cảm ơn mày. Mày dẫn hắn ra làng lãnh thưởng đi. Dượng dẫn ổng đi. Coi như dượng bắt được ổng. Ông Nhơn bắt được gã Tư Râu. Giỏi lắm. tiền thưởng cho ông nè. Thằng Chín Ngón dễ thương ghê, thôi mình không hành hạ nó nữa. Cha dựng không bắt tao đi ăn cắp nữa, khỏe ghê. Thế mà giận tao vô chùa ở rồi. Sao chúa không tới chùa năn nỉ? Năn nỉ muốn gãy lưỡi rồi. Đang nắng mà lại mưa ngon lành. Lợi dụng cơn mưa, chúa tới ăn vạ trước cổng chùa sẽ làm thím xúc động. Không được, đi năn nỉ trong mưa mà cầm dù thì đâu còn ý nghĩa. Ước như chuột lột, thằng Quỳnh suối dại. Mình ơi, về đi mình. Tối rồi, về thôi. Không được về, dầm mưa cả đêm mới làm thím cảm động. Cho tao mượn cái dù. Không được, cầm dù là tuồng hỏng hay. Lạnh quá mình ơi. Tội nghiệp, làm chỏng cái máy cha. Bà Lý ra coi kìa, tội nghiệp lắm. Người dư mỡ không có lạnh đâu. Chịu mưa suốt đêm mà cũng không chịu về. Dùng cách khác. Chị đóng tuồng giúp ông Lý luôn ha. Vui đó. Chú dẫn chị này đi dạo chợ đi. Bà Lý ơi, tôi thấy ông Lý trưởng đi ăn bún xìu với một cô nào đó đẹp lắm. Xì, cái tuồng này là do thằng Quýnh dựng lên, cũ mềm mà. Tuồng đó xưa rồi. Thất bại nữa. Lấy một tí máu gà bôi lên cái khăn. Chú cầm khăn này chạy tới chùa đưa cho bà Lý. Bà Lý ơi, ông Lý bệnh nặng lắm, ổng ho ra máu nè. Ha ha, tuần này là tuần Lương Sơn Bá chúc anh Đài. Khi chúc anh Đài lên xe bông, Lương Sơn Bá gửi cho nàng một cái khăn dính máu như cái này. Ha ha. Bà Lý cười sặc sụa, không tin. Còn trò nào nữa không? Thím đi gút trong bụng mình, diễn tuần nào cũng không được. Nhà bán. Chú tới chùa báo cho bà Lý đi. Bà Lý ơi, ông Lý bán nhà. Bán nhà thì ông Lý ra đường ở, tôi ở trong này chắc ăn rồi. Nỡ lòng nào để tôi ra đường ở vậy trời. Không có đòn nào hạ được thím. Có đòn này bảo đảm thím thua. Tới chùa gặp sư thầy. Ha ha. Ông Lý rất mong bà Lý về nhà xin sư thầy giúp cho ạ. Ha ha. Mời bà Lý ngồi xuống. Sư thầy định làm gì vậy? Bà Lý ở chùa thì phải cạo đầu, mặc áo cà sa. Không, con không chịu cạo đầu, xấu lắm. Giữ chặt bà Lý cho ta cạo. Không. Ha ha, thím về rồi kìa. Không thèm phô nhà. Có cách để phô ngay. Hi hi, muốn vô nhà lắm mà tự ái. Vợ ông lý trưởng kia. Bắt bả đòi ông lý trưởng nộp tiền chuộc. Mình ơi cứu em. Ha ha, vô nhà rồi. Thằng khỉ, mọi sự là do mày dựng nên. Cấm cửa không cho mày tới nhà. Tao hơi lẫy vậy mà mày nói đi luôn hả? Con vô chùa ở. Đang quê đây à? Cấm cười.